chơi rồi gác chân lên, rồi gác chân lên, gác chân lên, gác chân lên, gác chân giống bà Phương ơi. Để tay vậy nè, nè tay vào, để tay vậy nè. Mất kêu bà Phương, mất kêu bà Phương. Xong hả? Gắt gắt ngang rồi mẹ, gắt ngang rồi nãy mẹ, gắt ngang qua. Bà Phương gắt ngang qua bà Phương. Gắt ngang lên. Gắt ngang lên. Chú lại giả nghe. Ôi giáp vậy đó. Rồi để tay lên đùi, để tay lên đùi. Bà ngoại không biết gắt gì ngoại. Để tay lên đùi đây. Rồi. Ok cười cái coi. Nhìn mẹ cười cái cười. Gắt chân lên coi. Gắt chân lên coi. Đúng rồi. Hay quá, say chi. Nè. Cậu nữa. Mới đó bắt trước thôi á. Còn bà Phương ba vỗ tay bà cười khoái chí nó bắt trước theo chứ trời. Còn ớ ngằng. Bả mà ba ở Việt Nam luôn là ba thành bà tám luôn chứ phải giỡn đâu nha. Mặc cái quần thì hấp hấp. Rồi bà ngồi giống bà Phương ơi, giống bà Phương. Rồi giống bà Phương. Giống vậy coi. Rồi cái này giống bà Phương ơi. Cười cái coi. Khoái bà Phương. Cười coi. Bà Phương vỗ tay, bà Phương vỗ tay. Vỗ tay coi. Vỗ tay mình rớt chân. Nó sợ té nó dịnh. Nào đi bà Phương luôn. Bà Phương mang dép kìa, con mang dép cho. Đạp miễn đó, đạp miễn đó. Mua bắt trước nè. Cứ kéo nè, kéo nha. Kéo chân nha. Cái chân đẹp lên nha. Đẹp lên nha. Rồi, vỗ tay đi, vỗ tay. Vỗ tay. Đúng không? Này, phải ở lại. Ê, cứ đi vô đó trời ơi. Đúng rồi, mình chạm cái mà dép rồi mà dương con có con dép thôi coi. Chị đi. Ốc. Gì ốc nữa? Biết luôn đi. Chị ốc. Gì? Gì thanh chị ốc? Ốc cho tiền mua sữa uống hay gì hơn nhiều ốc? Rồi con mỏ hốc rồi, con không có mỏ hốc rồi. Say I love you. I love you. I love you more. Say I love you more. Say I love you. Không, mày hỏi nè, con có nhớ Út không? Có không? Không có thổi, không thở, không báo. Thôi con cột tóc đi, chơi tự cột tóc chơi đi. Chơi tự cột tóc chơi đi. I love you, Chi đi. Ngủ nha, nhắm mắt ngủ nha. Say good night. Con nói đi, say, con nói good night. Chúc cô chú ngủ ngon đi. Peace. Bây giờ con ơi. À, chơi đó cô chú ơi. Đó. Đừng có cắn này nha không? Cắn chảy vô đi, chảy vô cho em. Vô. Không hấp thu chứ ăn. Chảy vô cho em 5 tuổi đi con. Chay là lớn lắm á nha cô chú nha, Chay mới 2 tuổi nhưng mà em Chay là ủa hiền con ấy 5 tuổi rồi phải không? Bông 6 tuổi. Ờ đó, em Chay đó, em của Chay 6 tuổi đó cô chú. Chay mới vừa vỗ ngực xưng tên. Chị 2 tuổi. Em mấy tuổi? Có tôn ti tập tự chứ. Em là phải chiêu chị bằng chị chứ đâu có giỡn được. Đó.
rồi đục đồ của người ta đi, tao chiều người ta đi học đó, nó lên nó đập cho. Đó, đó. Ê, 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 no, 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 no. Trời. Trời đất. Xe nó sắt rồi. Bông, tại sao con quýnh chị? Tập rồi. Hả? Để gì Ngọc mua cho con tập khác nha. Làm biết bao nhiêu bài rồi. Chị đi, can you say I'm sorry? Nè Lên xuống đây con. Chim mẹ, mẹ. Quýnh con, ai quýnh con? Em quýnh con á hả? Tại vì biết sao? Tại vì cái tập đó của em đi học mà con xé vết tập em mà cô giáo vô cô la cô giáo la em đó. Cô giáo vô cô giáo đánh em đó mà tại sao con xé tập của em? Con phá gì vậy? Thuốc nhỏ mắt hả? Ai cho? Ai cho phá thuốc nhỏ mắt? Rồi mày coi coi, cái đó là dầu xanh đó. Dầu xanh, cái dầu đó để sức mũi cắn đó. Mũi có cắn không? Mũi cắn chỗ nào đâu? Mũi cắn cái đó là, hãy cho cô chú hỏi mũi cắn đâu đó, mũi cắn đó đó. Rồi con sức đi, con thấy dầu con sức mũi đi. Trời, cái đó gì đó? Cái đó gì đó, đây mẹ coi coi có cay không nha. Cay không? Cay rồi. Đây coi coi. Rồi xong luôn, đóng nắp lại, đóng nắp lại. Quá phá. Rồi sức sức. Sức đi, sức lên đây, 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 đây tay mẹ, đây chút cay nè. Đó, sức lên mũi cắn chỗ nào, sức lên đi. Ơi đừng có làm ơn, đừng có phá mấy cái chai dầu này, giùm mẹ cái chai ơi. Có đó cái gì đó? Cái đó cái gì mà mi sức tùm lum đó mi? Đây là cọt ti dông. Đây 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 mẹ, đây mẹ đóng lại lại, đóng mắt lại bà Phương, bà Phương la đó. Con phá của bà Phương đó chay. Không có nói được trời nó không có chút mà ghẻ bị ghẻ chỗ nào. Trời. Giỏi quá ta, chân ghẻ nó đâu, ghẻ nó đâu? Ghẻ đâu? Cái đó là thuốc nhỏ mắt đó, cái đó để nhỏ mắt, cái đó để nhỏ mắt chứ không phải để sức ghẻ. Nhỏ mắt đi. Đó, cho em ngắp bồ rồi cô chú ơi. Ngon. Rồi, thôi có ăn rồi. Ngon không? Ngon quá đi. Trời ơi, trời. Giỏi ghê. Đó bà Phương đó, bà Phương là bạn, bà best friend là bạn thân của chay đó cô chú. Ê rớt rớt rớt. Xuống thấy quay vậy xuống này. Ngon má, giỏi quá trời ơi. Còn những người bạn mới chạy ở không quen không có hỏi luôn nè. Đó cô chú ơi, chay là tự mang dép vô nè cô chú thấy chưa? Đi đâu á? Đi đâu? Ngoài đó rác không à, đi vô đây con. Con chó cắn á, vô đi. Bắt thằng làng á, bắt thằng làng á. Lên lên luôn chay, lên lên luôn. Lên lên. Tới rồi, tới luôn. Đâu ta, đâu ta. Chụp lại. Ô, tới luôn. Tới luôn. Tới.
Kim ạ, Kim ạ. Rồi Gen Chi cũng có con nữa. Nhà nhà bà chú thằng Lằng bá cho thằng Lằng luôn. Đội trưởng của nó là số 16 Sadi Reski, người đã mở tỷ số trước đó. 1-1. 3. Đó, đi lên 1. 1 đều còn rất là nhiều con đẻ. 3. Ngoài nước. Chẳng quá đi mẹ. Chẳng lúc đi đây. Đi đây. Trời, giờ có bắt thằng Lằng hết rồi. Ồ, giữ ta, giữ ta. Gần tới luôn. Không sợ thằng Lằng. Không sợ thằng Lằng luôn. Lại đưa cái chân á, Phương bồng đó bằng hai cái chân cũng được luôn á Phương. Đó. Thằng Lằng bắt miết hết đứa này tới đứa kia bắt. Giờ tao bắt thằng Lằng kìa. Ủa thiệt cái như này nè. Làm gì?